cho từng loại da thì đó là cái mà tôi muốn cống hiến hôm nay để tất cả chúng ta hiểu rõ cái làn da của chúng ta như thế nào. Da chúng ta được chia làm nhiều loại như sau: da dầu, da khô, da nhạy cảm, da thường và da hỗn hợp. Tôi là cái da này này chị các bạn. Cái da này thì nó rất hiền, loại da thường và da hỗn hợp rất hiền. Và chúc mừng cho ai mà đang sở hữu cái làn da này thì nó rất là dễ dàng cho chúng ta. Loại da của mỗi người thay đổi theo thời gian, tức là theo thời gian là theo tuổi đấy. Tuổi, thời gian, những cái chất chồng lên năm tháng, những cái tuổi của tế bào da của chúng ta có đẹp hay không là do chúng ta. Và hôm nay chúng ta có một vũ khí giữ lại cái tuổi chúng ta nó thấp nhất về tuổi của da. Thì đấy là vấn đề. Da dầu, đây là một loại da. Người có làn da dầu thường gặp phải, thứ nhất, lỗ chân lông to, chúng ta thấy không ạ? Da bóng nhờn hoặc là dày, dễ bị mụn đầu đen. Và đây là cũng là các bạn biết là chiều thứ sáu tôi mới gửi cho Tuấn Minh những cái này để bạn ấy thiết lập cho tôi thêm một số này. Ở đây chính là những cái sáng tạo rất linh hoạt của bạn Tuấn Minh. Chúng ta hãy dành cho bạn Tuấn Minh một tràng tay lớn giúp tôi làm những cái đề này. Các tình trạng này có thể thay đổi dưới tác động của thời tiết và nội tiết. Bây giờ da dầu thì chăm sóc như thế nào, tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn thôi. Cái quy trình chăm sóc da dầu, buổi sáng và buổi tối, tất cả những cái này chúng ta đều biết rồi, đặc biệt là chị em phụ nữ. Sữa rửa mặt, kem dưỡng, serum chống oxy hóa, và nếu da lão hóa, kem chống nắng SPF 50 cộng trở lên nha chị bạn, 50 cộng trở lên có nghĩa là SPF là viết tắt của Sun Protect Factor, tức là cái chống nắng ấy, kem chống nắng. Sau đó thì bắt đầu chúng ta trang điểm, phụ nữ thì trang điểm rồi. Đó là cái bước thứ nhất. Buổi tối làm sạch tép, tẩy trang và rửa mặt. Cả ban ngày chúng ta, nếu chúng ta không dùng mỹ phẩm, chúng ta không trang điểm gì cả thì tối thì chúng ta cũng rửa mặt đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta có trang điểm, chúng ta có dùng mỹ phẩm thì chúng ta làm sạch tép bằng tẩy trang và rửa mặt. Sau khi tẩy trang rồi thì lúc đó chúng ta vẫn dùng gì ạ? Toner, tức là cái nước trung hòa. Trung hòa cái gì ạ? Nó cân bằng cái độ pH của da thôi. Có khi chúng ta cũng chưa hiểu là tại sao lại phải toner, tại sao cân bằng cái gì ạ? Cân bằng đây là cân bằng độ pH của da, đừng cho nó axit quá. Nếu mà axit quá thì nó lại da của chúng ta xấu này. Sau đó thì chúng ta chống mụn nếu cần. Nếu có ai có chống mụn thì bằng retinol này và erysic này. Khi mà nó nổi những mụn lên thì đây là cái mà chúng ta cần chú ý này. Chúng ta đừng có nặng, đừng có bóp nó ra, mà hãy dùng erysic. Cái này chúng ta mua ở nhà thuốc có này, một cái tip erysic. Chúng ta chấm vào đó thì tự nhiên nó nhỏ dần và nó mất đi, chứ chúng ta đừng nặng nha, chứ đừng dạy thì mà nặng nó thành sẹo, đó vậy thôi. Rồi quy trình đây là da khô. Thế thì đây là một cái loại da mà nhiều người sở hữu cái làn da này. Điều này gây ra một loạt các vấn đề, nhưng chúng ta cũng có những phương pháp để làm dịu da. Đấy, có xu hướng đóng vảy này, bẩn đỏ này, kích thước lỗ chân lông nhỏ nhưng mà đường nhăn rõ ràng, khô ráp ngứa. Vậy thì cái quy trình chăm sóc da khô này như thế nào? Cũng là buổi sáng và buổi chiều thôi, buổi tối thôi. Quy trình buổi sáng chúng ta cũng sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt này thì chúng ta biết là chúng ta phải chọn cái sữa rửa mặt nào nó phù hợp với cái làn da của mình nha. Chúng ta phải hỏi dược sĩ bán hoặc là những cái người chuyên gia họ bán mỹ phẩm thì làm sao cái loại da của mình là da gì thì chúng ta nói vào họ sẽ đưa cái sữa rửa mặt đó. Và kem dưỡng mắt, ở trong bộ sản phẩm chúng ta có cái kem này, serum chống oxy hóa và dưỡng ẩm, nó có luôn trong bộ sản phẩm. Kem chống nắng, thế thì riêng ở trong bộ mỹ phẩm ta không có kem chống nắng, không có toner, không có tẩy trang. Cái này thì chúng ta phải tự mua, chúng ta kết hợp đúng không ạ? Chúng ta chỉ có 5 món thôi, cái bộ sản phẩm ta chỉ có 5 món thôi. Nhưng chúng ta sẽ thêm những cái phần đó và sau đó trang điểm. Buổi tối thì sữa rửa mặt, kem dưỡng mắt, kem dưỡng ẩm, ban đêm chúng ta có kem đấy. Rồi, sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm và thực hiện tẩy tế bào chết 1-2 lần mỗi tháng. Đối với da khô nhá thì chỉ cần tẩy tế bào chết hoặc là mặt nạ 1-2 lần mỗi tháng thôi. Đây là da nhạy cảm. Tại da nhạy cảm thì
không có định nghĩa ra liệu cố định về ra nhìn cảm, nó phụ thuộc vào cách cá nhân mô tả cảm giác ra của họ. Điểm chung những làn da nhạy cảm đều gặp tình trạng mẩn đỏ, bỏng rát, ngứa, khô ở những mức độ khác nhau. Vậy bây giờ đó, thế thì cách cần tránh cho cái da nhạy cảm này đó là gì ạ? Đó là những cái xà phòng rửa mặt mà nó có tính axit, hoặc là sữa rửa mặt có độ pH cao. Độ pH cao là gì ạ? Là cái độ pH từ 7 trở xuống, nó sẽ kích ứng da của chúng ta, nó càng làm mẩn đỏ thêm. Nước cân bằng tân lương làm xe da có cồn thì cần tránh. Nếu mà nó làm mà có cồn hay là este, cái te thì nó làm cho bốc hơi nhanh thì chúng ta cần tránh cái đó. Kem chống nắng hóa học có rất nhiều loại kem chống nắng mà tôi đã nói phần trên, chúng ta phải chọn kem chống nắng có kém và titan. Thì đây là những cái mà nó ngậm nước thì luôn luôn khóa.